Đó, đây là cái này là à, gì đó, after party. Hậu party. Hậu party. Hậu party. Yeah, after party. Quá vui luôn cô chú nè, còn mấy người tới nữa. Còn tới tới đi cho mang cho quà. Còn mấy cô chú đang trên đường tới đó. Để đồ ăn hết trong này. Dạ. Đó, cũng hên không phải. Đó, chay rồi giờ là khách về hết rồi, giờ chay mới ngồi ăn nè cô chú. Cô chú thấy chay thắc bánh đẹp gái không? Đi quên thắt. Quên mất. Ok. Trời ơi, nay mặc áo phải sạch ngực quá trời sạch ngực luôn á nha cả nhà. Ủa ăn gì vậy? Ồ, ăn cái bánh đó mà bỏ bánh mì lên đó hả? Trời ơi, ăn điệu nghệ dữ lắm á. Trời ơi. Thấp đường. Ồ, ngon quá. Bột cuốn bột mà. Ôi trời ơi, dữ chưa? Nó phải ăn cái bánh đó đúng rồi. À, cũng muốn ăn nho hả? You want more? À. Con nói please. Please. Cái gì vậy chay? Bậy không à? Đó, cô chú thấy chay bữa nay cột tóc đẹp không cô chú? Quá đẹp luôn. Nay tắm đã không con? Tắm đã không? Tối nhảy xuống tắm cái nữa không? Rồi đi ngủ. Cô Lý á. Cái bà chủ nhà bà nói với mẹ là trong cái học nhìn thắng. Nhìn mẹ nè, nhìn mẹ nè. Cái bà chủ nhà bà nói với mẹ hả là ở trong cái closet nhà bà có cái gì mà dục xuống sông là nó lên đèn. Ừ. Ừ, tối tắm cái nữa đi. Hả, tối tắm cái nữa không? Tối tắm cái nữa nha. Thôi gì? Wow, quá trời đồ ăn luôn. Cái miệng của bả nè, uống nước vô đi. Cái nước đó là có cái mineral á. Uống vô cho có vitamin. Anh trần cái mặt kìa, cái mặt kìa. Chua. Ủa chay. Chay chay, hôm qua giờ con có biết cô này tên gì không chay? You know my name? Nói đi cô Minh. Còn đây là bà Minh. Bà Minh. Bà Minh và cô Minh. Không, không, nó ăn gì được là con mừng nè. Nó ăn gì được là mừng nè. Nó đói rồi đó, nó mới nhào. Dạ, nãy vậy. Tự động nó vô nó ăn. Bơi nè. Không cần ép nó đâu. Đã bụng. Nãy tự nó vô đây phải không? Ờ, tự nó vô nó bóc đồ ăn nó ăn à. Nhận đậm gì nó đói. Nhất là bơi. Khó ngang à. Like a mask. Hả? Ừ. Oh, like a mask. Like a mask. Oh, giống như khẩu trang vậy hả? Khẩu trang bánh mì có lý rồi nghe cháy nha. Bả chế. Thấy ghê không? Bả tự chế đó. Bả suy nghĩ ghê hơn. Nó đúng che là giống như hả? Đúng hả? Mày ngồi đi lấy. Dạ không. Rồi. Watch it, watch it. No, watch it. À, làm gì? Con làm gì á? What are you gonna do? I got to stop this cup. That's. Ồ vậy thôi hả? À. Oh, you eat the little pieces, right? Ăn ngon con làm sao chay? Ăn ngon làm sao? Ăn ngon là hả? Trời ơi. Muốn nước không? Nước không? Give me a plate. Okay, maybe you're done eating, right? Give me a plate. Không muốn gì? You want a plate? Yeah. Okay, để mày lấy cho, để mày lấy cho. Rồi con nói mẹ ăn sao? Con nói mẹ ăn sao? Nói sao? Thank you mommy, say it. Thank you mommy. You're welcome. Trời ơi, nó lấy cái dĩa tưởng nó làm cái gì. Nó nhẹ ra xong nó ăn lại. Trời, con khỉ con khọt quá chay rồi. Chay đi chơi vui không chay? Không. Vui không? Đúng rồi. Nói lớn lên. Giỡn với mình mẹ đó. Ơi. Dạ mẹ ơi, đúng rồi. Bà sẵn ghê lắm.
vậy? Giỡn hết đó nha, chú biết giỡn. No. Okay, I'll leave it here. No. You, I thought you said no. Are you joking? Yeah. Cái chỗ gì không có chỗ để đồ vậy chứ ha, không có cái bàn để xếp qua bên kia. Đây, làm bánh cho. Rồi đó. Rồi đó, để đây rồi ăn đi cho khỏe đi. That's better. That's better. Uh-huh. That's better. What's the matter? It's squishy. It's squishy, okay. Squishy. It's squishy. Nói tiếng Anh còn dững hơn mình nữa. Trời, gặp mà mình dến thêm một cây kia chắc mình lè lưỡi mà luôn. Thì bởi cô nói mà. Dến thêm fish lè lưỡi. Là không ai không ăn luôn á. Mất cô to ông bụng cô nói cho sợ. Sợ mà. You wanna go down? Chứ gì? Nhiều. Mỗi người cứ đem tray tray là đủ. Tụ kia nó múa này. Trời ơi, bắt đầu cái bụng bánh no á. Hôm qua con nói mà con quên nó, con nói con có đời con gà với con vịt rồi. Có không? Con không nhớ nữa, con không nhớ. Bé kia anh em ốc. Đó. Con chỉ nhớ cái ốc với bánh hột lọc đó. Touch it. Touch it. Touch it, it's wet. Em lấy cho nó miếng cái gì nè, miếng thơm nè. Nó quá ăn thơm. You want some pineapple? You done? You want some dessert now? Lấy cái bé kia giá cho nó đẻ giá nha, nó nói con mà được. Mình chỉ ngồi với hồi hộp miếng chết luôn á, con cưng chay quá mà con ước ăn được giá mà con kẻ được cái. Con cưng chết luôn. Let's get some pineapple. Strawberry and pineapple. Okay, here pineapple right here. It's strawberry. And strawberry. And green. And green. And green. Yes. And purple. And grape. Con nói sao? And melon. Watermelon. Sweet. Kiwi. Kiwi. Strawberry. Okay. Rồi ăn nhiêu đó thôi được rồi đó. No, you eat it. I ate already. Nó mà nó mới hỏi á. Yeah. Because it's sour. Does that taste good? No, it's not sour. Sweet. It's a sweet? Ngọt. Ngọt hay chua? It's yummy. Sour. Chui. 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 Watermelon. Watermelon. That's pineapple. That's pineapple. Mà. Pineapple. Lúc nào con mua pizza con cũng phải là con phải triple pineapple để cho nó ăn. Để nó ăn. I kind of want to leave this somewhere in the house. I don't know what this. You don't know what? You don't know what is that called? Yeah. Cái đó là gọi là gì ta? Honeydew. Honeydew. Yeah. Honeydew. Yeah. Đúng rồi. Trời ơi, hai đu là dưa gì? Dưa lưới. Dưa lưới. Ủa chứ không phải dưa lưới là này hả con? Hai cái, hai màu hình á. Hình như hai màu vậy, đúng rồi. Con cũng có kêu là dưa lưới luôn hả? Tiếng Việt mình là dưa lưới hả? Mỹ nó có hai loại. Loại xanh, loại cam. Con thích ăn loại cam hả? Con thích cái cantaloupe á. Ừ. Không, nó gọi là cantaloupe. Cái này là cantaloupe hả? Ừ, còn là hơi đi đu nè. Đúng rồi, hơi đi đu là vậy là hai cái tên khác nhau nha. Vậy vậy. Ờ, đúng rồi. Cái này là hơi đi đu, còn này là cantaloupe. Ờ. Hai cái lưới là hình như là này. Còn cái nào là dưa gì chứ? Dưa gan. Dưa gan. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dưa lưới là dưa này. Đúng rồi, đúng rồi, dưa gan. Mà Việt Nam mình dưa gan. Mà dưa gan mình ngon hơn. Đúng rồi, mình ngon hơn. Không thích ăn cái này. Mình nó thơm, rồi bỏ đường vô cũng thơm, bột bột. Con qua xu nghe lúc này nó không có, nó qua mùa rồi. Thôi nha, mỗi lần là bột ngon, nó đợt kêu ra bây giờ nó một lần nó qua mùa, không thấy bán nữa mà chợ không thấy. There it go, there it go. Let the door. Hát đi chay. Lo chơi với chay mà bà quên đường về luôn với Ngọc luôn, do nhiều chuyện. Vừa nãy giờ cô gọi chú chưa? Rồi, hồi nãy cô gọi thì ổng đang ăn cơm. Cô nói thầy là ông bà nó xong rồi, xuống không chở bây giờ. Thầy cô, con không biết cô quên đó, ham vui, tật ham vui đó, giống như hôm qua ông nhà trời cô. Quên mất tiêu mẹ, chồng không chịu ăn gì luôn. Cô nói thầy cô vui quá, cô đâu đói, thành ra mình đâu đói, mình đâu biết ổng đói. Vậy là chú đang ở nhà ăn cơm mà lát qua. Hồi nãy lúc mà cô gọi là ổng đang ăn. Sao không có thể giờ? Nói chú qua đây ăn. Hả? Ông hầm đậu rội, lúc đó ông đang nha. Trời quá trời. Ông đang
Yeah, đừng lạc đất ạ. Check your booty. Oh no no no. Nó nước mắm ạ. Hấp miếng nước mắm à. Động xuống sao phải phải kìm cái karaoke từ xe của con gì qua nữa. Làm phía xa xộn kệ để em xuống là thấy nào cũng phải hát vui hơn rồi nha. Ủa, ông thấy ở trong đó thì ổng biết là không hát rồi chứ sao mà hỏi. Thấy trong đâu? Thấy trong xe. Thấy trong xe, còn trong xe là ổng biết là không hát thì rồi. Thì đó, thì thế nào cũng hỏi, ý cô nói thế nào cũng hỏi. Mới đầu tiên ổng chưa, mình chưa lấy ra thế nào cũng hỏi con hả? Jenny, eat it, don't play with it too much.